Tập 10, hướng dẫn món cá kho tộ cực kỳ ngon ngay tại nhà. Thật sự đây là một món ăn rất là quan trọng mà không thể nào thiếu trong các bữa ăn của gia đình Việt Nam. Bước 1 thì các bạn rửa cá bằng muối và gừng. Lưu ý là sơ chế sạch sẽ hết cái đường gân máu ở sống lưng. Cách này sẽ xử lý hết được mùi tanh của cá ha. Mình sẽ khứa và cắt khúc khúc ra như thế này để lát nữa kho cá cho nó thấm nha. Hôm nào ăn cơm mà có món cá lóc kho tộ với nồi canh chua thì còn cái gì bằng nữa đúng không? Bây giờ mình sẽ cho cá vào tô và băm nhuyễn hành tỏi. Tỏi với hành thì các bạn dùng mỗi thứ tầm 3 tới 4 tép. Sau đó cho vào cá ướp để tăng thêm cái độ thơm ngon cho món ăn. Bạn nào mà người miền Trung hay miền Nam hoặc là thích ăn nhiều cái sốt sệt sệt để chấm rau củ luộc thì các bạn cứ cho nhiều nhiều lên, gấp đôi như mình luôn cũng được. Rồi sau đó các bạn cho vào 2-3 trái ớt, 1/4 muỗng tiêu bột. Tiêu cùng khử mùi tanh rất là hiệu quả luôn đó. Sau đó các bạn sẽ qua pha nước sốt cho mình. Đúng ra là cho trực tiếp vào cá luôn cũng được, nhưng tại vì mình muốn các bạn nắm được cái công thức nêm nếm, có được một cái nền tảng kiến thức căn bản để sau này có thể áp dụng kho được cá kèo, cá rô, rồi thêm nhiều loại cá khác nữa. Các bạn sẽ cho nước màu vào đây và khuấy lên luôn nha, để cho nó hòa tan ra và ngấm đều lên miếng cá. Đó, thấy màu đẹp không? Bạn nào mà chưa biết thắng nước màu xem lại mấy tập cũ nha. Mình sẽ rưới đều nước sốt lên bề mặt cá, pha sốt như vậy lên trước rồi cho vào thì gia vị sẽ được hòa tan và ngấm đều rất là ngon luôn đó. Các bạn sẽ trộn đều lên và ướp cho mình từ 15-20 phút nha. Bước 2, cho vào nồi đất 1 muỗng dầu ăn và sau đó quay qua sắc mỏng cho mình tầm nửa củ hành tây. Đó, biết để làm cái gì không? Chắc là nhiều người thắc mắc lắm đây. Mình sẽ dùng nửa củ hành tây này và lót bên dưới đáy nồi đất. Làm như vậy sẽ tăng thêm cái độ ngọt và thơm cho cá. Đặc biệt là miếng cá kho của chúng ta sẽ không có bị dính đáy và cháy nha. Ướp xong rồi thì mình sẽ cho cá vào nè. À, công thức món này thì mình để ở cuối clip á. Mình sẽ luôn luôn để chi tiết ở cái phần công thức. Cho nên bạn nào thắc mắc gì thì cứ xem ở đó giúp Hoshi ha. Bây giờ thì mình sẽ rưới cái phần sốt và hành tỏi lên trên bề mặt cá nè. Các bạn thấy không? Trang trí món ăn khi ướp cá luôn đó. Mình sẽ cho vài khúc hành lên trên, đậy nắp lại. Rồi tới bước 3, kho cá. Cái phần canh lửa để kho tộ sẽ rất là quan trọng cho nên các bạn chú ý nha. Bật lửa vừa lớn lên trước, hấp dẫn quá các bạn ha. Rồi nấu cho tới khi nào nó sôi lên như thế này thì các bạn sẽ mở nắp ra và hạ lửa thật là nhỏ xuống cho mình. Rồi để cho riu riu như vậy tầm 25-30 phút. Mở nắp ra như vậy á sẽ làm cho nước sốt sánh mịn, đồng thời thịt cá của chúng ta sẽ rất là săn chắc lại và bay hết sạch cái mùi tanh luôn đó. Ok, mình đã kho được tầm 25 phút rồi nè. Sốt bây giờ sẽ sệt lại và ngấm vào màu cá rất là đẹp luôn, thấy không? Wow, nhìn là biết hao cơm rồi đó nha. Vậy là từ giờ gia đình của Hoshi đã biết làm món cá kho tộ nha, nhất mọi người rồi đó. Ok, để đó rồi kho thêm 3 phút nữa rồi quay qua cắt nhuyễn hành lá ra cho mình, để lát nữa cho vào nồi kho và tiện thể trang trí cho nồi cá thêm xinh đậm luôn ha. Đó, hấp dẫn ghê chưa, thơm dã man luôn. Mình sẽ lót thêm miếng giấy lên trên đĩa, sau đó quay qua tắt lửa và gắt nồi cá xuống thôi. Nồi đất sẽ giữ độ nóng cho cá rất là lâu, cho nên các bạn nhớ dọn cơm ra bàn trước, mời tất cả mọi người trong gia đình ngồi sẵn, rồi mình bưng cái nồi cá kho sôi sục sục ra cho mọi người hết hồn luôn nha. Bây giờ mình sẽ sắn miếng cá ra ăn thử coi. Wow, nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Màu sắc bắt mắt, hương thơm cuốn hút. Ok, chúc các bạn thành công nha. Thử miếng coi. Nóng quá, tắt đi. Công thức tất cả Hoshi để đây cho các bạn nha. Bye bye. Không biết hổm giờ có bao nhiêu bạn lên tay nghề rồi ta. Đừng quên like, chia sẻ và nhấn theo dõi trang để đón xem những tập tiếp theo nha. Tập 11, thịt kho tàu cực ngon và đơn giản ngay tại nhà. Bước 1, bắt lên một nồi nước sôi trước, sau đó rửa 600g thịt ba chỉ, nhớ rửa muối nha. Cắt thịt ra làm nhiều khúc to như thế này. Thịt kho tàu là một món ăn phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt là không bao giờ có thể thiếu trong các ngày Tết Nguyên Đán, cho nên là các bạn phải nấu cho bằng được món này nha. Nước sôi lên, các bạn sẽ cho chút muối và đậu hành vào, sau đó chần sơ thịt qua nước sôi tầm 2-30 giây để cho thịt thơm và sạch sẽ, rồi các bạn vớt ra. Các bạn lưu ý là chần sơ thôi nha, chứ nếu như mà chín quá thì mình ướp thịt sẽ lâu ngấm lắm. Bước 2, các bạn giã nhuyễn hành tỏi rồi cho vào 2 muỗng nước, nhớ dùng chày giã nhuyễn chứ đừng có băm nha. Các bạn chần sơ thịt sao cho mềm, vậy là ok nè. Thịt mà ráo nước rồi thì các bạn sẽ cho vào tô và chuẩn bị ướp. Các bạn sẽ chắc hết nước của hành tỏi vào. Thật sự món này rất là nhiều bạn nhắn tin vào cho Hoshi nhờ mình hướng dẫn làm thịt kho tàu đi. Mà đang mùa giãn cách cho nên hổm giờ đâu có mua được nguyên liệu đâu. Tới nay mới mua được nguyên liệu để hướng dẫn cho các bạn nè. Ok, bây giờ mình sẽ cho vào 4 muỗng nước mắm và nửa muỗng tiêu, nửa muỗng bột ngọt và 1/3 muỗng muối. Tiếp tục thêm vào đó là nửa muỗng hạt nêm, rồi nửa muỗng đường, sau đó cho vào 1 muỗng nước màu. Công thức đầy đủ mình sẽ để ở cuối clip cho các bạn nha. Đó, vậy là xong khâu ướp rồi. Bây giờ thì các bạn sẽ trộn đều lên, sau đó bọc màng bọc thực phẩm lại, rồi cho vào ngăn mát ướp tầm 1 tiếng nha. Bạn nào xiên xiên thì làm trước, rồi ướp tầm nửa buổi thì thịt sẽ ngấm và ngon hơn nữa. Bước 3, trong cái thời gian chờ đợi ướp thịt thì các bạn quay qua luộc cho mình tầm 7-8 quả trứng, rồi sau đó bóc vỏ ra để sẵn. Luộc trứng khỏi cần hướng dẫn ha. Quay qua cắt dừa nữa là xong. Sau thời gian ướp thịt, các bạn sẽ phi vàng một nửa cái hành tỏi khi nãy, còn lại các bạn cất tủ lạnh nấu món khác ha. Bây giờ mình sẽ cho thịt vào chiên vàng cắt mặt để cho thịt của chúng ta thật là thơm và màu đẹp các bạn ha. Đó, sau đó mình sẽ chở mặt lại nè. Wow, màu đẹp ghê không? Nấu ăn bây giờ thật sự không còn khó nữa đúng không? Bởi vậy ngày nào mà rảnh á, cứ vào kênh Hoshi Fan xem nấu ăn là tự nhiên tay nghề lên chóng mặt liền à. Cho hết nước gia vị vào rim lên luôn nè, để cho nước sốt ngấm vào thịt và lên màu. Lưu ý đừng có để cho bị khô và cháy nha các bạn nha. Nhìn kỹ nè. Đó,
đẹp không? Chưa kho nhìn đã muốn ăn rồi đúng không? Bước 4, các bạn sẽ bắt lên cho mình 1 lít nước lọc, nửa lít nước dừa rồi cho thịt vào kho thôi. Bạn nào mà không có nước dừa thì thay thành nửa lít nước lọc rồi thêm đường và một chút bột ngọt vào. Hoshi có để giải pháp ở cuối công thức cho các bạn luôn á. Ok, nước sôi lên rồi thì các bạn sẽ vớt hết cái bọt ra cho mình. Ai xem mấy tập trước thì chắc biết vớt bọt để làm gì rồi đúng không? Mấy anh chị nào mà biết rồi thì nhớ để lại lý do để cho các bạn mới biết nha. Ok, vớt bọt xong các bạn sẽ cho trứng vịt đã lột vỏ vào, rồi sau đó cho vào 2-3 trái ớt, tùy theo sở thích ăn cay của mỗi người. Hạ lửa nhỏ rồi đậy nắp lại, hé hé như thế này. Nấu khoảng 1 tiếng rưỡi rồi nêm vào nửa muỗng hạt nêm và 1/4 muỗng muối, rồi dùng vá đảo nhẹ lên cho đều thôi. Sau đó quay qua cắt cho mình một chút hành lá, xắt nhuyễn ra để chuẩn bị trang trí lên bên trên cùng với một cái tô. Món này nếu mà kho lửa nhỏ thì tầm 2 tiếng là thịt sẽ mềm nha các bạn nha. Ok, bây giờ được rồi nè, mình sẽ tắt lửa và múc ra tô thôi. À, mà thịt kho tàu là món ăn truyền thống của nước Việt Nam mình nha các bạn. Nó là tên gọi khác của thịt kho trứng vịt cùng với nước dừa sánh mịn, chứ không phải thịt kho tàu là món của người Tàu đâu nha. Ở miền Trung thì mọi người thường cho thêm măng khô vào nữa, sau đó cuộn với rau sống bánh tráng chấm nước mắm. Nhắc tới thèm dã man luôn á. Vào những ngày Tết á, các bạn cứ kho gấp 2, gấp 3 công thức lên, rồi để đó ăn hết Tết luôn cũng được. Tại vì món này cứ càng hâm đi hâm lại thì càng ngon nha. Ok, vậy là từ giờ gia đình của Hoshi đã biết nấu món thịt kho tàu thật là ngon rồi đúng không? Sắn nhẹ miếng cho các bạn xem độ mềm của thịt nè. Wow, thử miếng coi, thơm ghê. Ok, ok, chúc các bạn thành công nha. Ngon quá. Cái mùi gì thơm giống thịt kho tàu quá ta. Chốt. Công thức Hoshi để tất cả ở đây cho các bạn nha. Bye bye. Đừng quên like, chia sẻ và theo dõi kênh để đón xem những tập tiếp theo nha. Tập 14, mật chiên nước mắm cực ngon, ngay tại nhà. Có khá là nhiều bạn nhắn tin cho Hoshi nói là anh ơi, hướng dẫn mật chiên nước mắm đi anh. Thật ra cái món này rất là đơn giản luôn. Các bạn cùng xem tới cuối clip nha. Mật thì các bạn chọn mật ống thật là tươi, sau đó cắt khoanh ra như thế này là xong. Sau đó mình sẽ dùng nửa củ hành tây, cắt muối ra như Hoshi đang hướng dẫn để lát nữa mình cho vào chiên cùng với đầu hành. Còn cái phần còn lại nho nhỏ ở trong này nè thì các bạn băm nhuyễn ra cho Hoshi ha. Băm nhuyễn ra để làm gì biết không? Để lát nữa mình sẽ cho vào phi với dầu cùng với tỏi băm, tạo ra cái hương thơm tự nhiên cho cái món mật chiên mắm của mình đó. Món này Hoshi tin rằng già trẻ lớn bé gì ai cũng sẽ làm được luôn, đặc biệt là các em nhỏ nè. Nấu thử cái món này cho ba mẹ ăn đi ha. Anh Hoshi đảm bảo là ba mẹ các em sẽ bất ngờ đó. Thường cái món mật chiên nước mắm ở các nhà hàng thì sẽ không có ớt chuông đâu, nhưng mà hôm nay Hoshi sẽ hướng dẫn cho các chị em nội trợ biến tấu một chút để cho món ăn của mình thêm xinh đậm về màu sắc mà khỏi cần phải trang trí gì nhiều luôn nha. Tiếp theo thì các bạn bắt dầu nóng lên rồi để đó, quay qua cho bột vào tô. Để chuẩn bị mình sẽ tẩm mật qua một lớp bột khô để tạo cho mực có một lớp giòn ở bên ngoài, ăn giòn rộp rộp, mà đặc biệt là chiên không có bị bắn dầu nha. Đó, mấy anh chị em nội trợ mà nghe không bị bắn dầu á là khoái liền phải không? Ok, tẩm bột xong thì bây giờ dầu cũng đã sôi rồi nè. Các bạn cho mực vào chiên luôn ha. Bạn nào mà không biết canh dầu nóng á thì mình cho chút xíu bột vào trước xem thì nó có xèo lên không là ok ha. Mực chiên xong rồi nè, đẹp không? Cho lên đĩa có lót giấy thấm dầu, rồi quay qua bắt chảo và cho hành tỏi vào phi thôi. Hổm giờ là cả nhà nhắn tin vào cho Hoshi quá trời luôn. Có chị thì hỏi về chén đĩa, có anh thì hỏi về dao, còn một số anh chị khác thì nhắn tin vào cảm ơn Hoshi, nói là nhờ Hoshi mà bây giờ chuyện nấu nướng trong gia đình không còn khó với mình nữa. Nghe mát lòng. Ok, hành tỏi vàng lên thì các bạn sẽ cho hành tây và ớt chuông vào, đảo đều cùng với 2 muỗng nước mắm. Toàn bộ công thức thì mình sẽ để ở cuối clip cho cả nhà nha. Tiếp tục là các bạn cho vào 1,5 muỗng tương ớt, 1/2 muỗng tương cà, sau đó cho vào 1/3 muỗng đường, một chút xíu tiêu tăng độ thơm cay, cuối cùng là một chút bột ngọt. Xong, các bạn khuấy đều gia vị lên, rồi sau đó cho mực vào đảo là ok. Các bạn sẽ đảo đều tay và xóc xóc một vài cái để cho sốt chiên nước mắm sẽ ngấm đều lên mực chiên, và để mực chiên nước mắm của chúng ta sẽ rất là khô ráo và đẹp mắt. Đó, thơm ghê. Bây giờ thì mình sẽ cho mực ra đĩa thôi. Như hồi nãy Hoshi nói là các bạn sẽ không cần phải trang trí gì nhiều, tại vì đĩa mực chiên mắm của các bạn bây giờ đã có khá là nhiều màu sắc, xanh, đỏ, vàng gì có đầy đủ ha. Đó, giờ thì mình sẽ đi ăn cơm thôi. Ok, chúc các bạn thành công nha. Anh nấu món gì cũng thơm ấy. Thôi, đừng có nịnh để ăn ké. Đừng quên like và chia sẻ để đón xem những tập tiếp theo nha. Bye bye cả nhà. Tập 15, thịt heo cháy cạnh cực kỳ ngon, ngay tại nhà. Đầu tiên thì các bạn chuẩn bị cho Hoshi tầm nửa ký thịt heo ha. Có cái phần nạc dư này Hoshi sẽ cắt đi để nấu canh nè. Sau đó các bạn sẽ cắt ra từng lát khoảng gần 2cm. Hoshi sẽ cắt mẫu cho mọi người xem ha. Ok, sau đó mọi người sẽ cắt ra từng khúc như thế này để ăn cho vừa miệng và lát nữa trang trí cũng khá là bắt mắt. Xong, bây giờ thì các bạn cho vào tô và dùng đũa đảo đảo sơ lên. Sau đó các bạn cho vào giúp Hoshi một muỗng đường nha. Để lát nữa cháy cạnh sẽ rất là đơn giản và ai cũng có thể làm được luôn nha. Đó, đảo đảo lên. Sau đó tới bước 2, các bạn sẽ đập dập ra cho Hoshi tầm 3 tép tỏi. Sau đó băm nhuyễn ra như thế này nha. Món này đặc biệt có cái là rất là đơn giản và ai cũng có thể làm được luôn. Băm tỏi xong rồi thì tiếp tục các bạn quay qua băm cho Hoshi tầm 3-4 củ hành tím, không cần phải nhuyễn nữa đâu nha. Đầu hành cũng vậy, các bạn cắt ra từng khúc rồi cắt mỏng ra cho Hoshi. Để lát nữa mình sẽ cho vào xào chung với lại ba rọi cháy cạnh nha. Phần lá hành còn lại thì các bạn cắt ra từng khúc ngắn, để lát nữa nấu xong mình sẽ cho vào cuối cùng, rồi đảo lên cùng với ớt sắc mỏng là ok. Xong, tới bước 3, các bạn sẽ cho dầu vào chảo bắt nóng lên, rồi cho thịt vào chiên cho tới khi nào cháy cạnh là ok. Để nấu ra một đĩa thịt heo cháy cạnh thì có tới 2-3 cách lật, nhưng mà Hoshi muốn hướng dẫn cho tất cả các bạn cái cách này đơn giản và hiệu quả nhất nha. Cứ chiên cho tới khi nào nó cháy cạnh là xong. Nè, Hoshi gấp lên cho các bạn xem nha.
Đẹp không? Bước 4, các bạn sẽ cho tất cả hành tỏi đã băm sẵn vào. Rồi mình sẽ đảo đều tay lên khoảng hơn 1 phút để cho hành tỏi của chúng ta được phi vàng lên. Đó, sau đó mình xóc lên vài cái nữa nè. Sau đó các bạn sẽ cho vào 1/3 muỗng bột ngọt, tiếp tới là 2 muỗng nước mắm. Bạn nào người miền Trung có thể cho vào khoảng 3 muỗng cũng được nha. Sau đó cho ớt và hành lá vào, vàng lửa lớn hết cỡ rồi đảo đều tay khoảng 30 giây là ok. Tắt lửa và lấy chảo xuống thôi. Món này thì không cần phải đầy co nhiều, các bạn cứ lót salad ở bên dưới cho hồ sơ là xong. Sau đó các bạn sẽ sắp thịt từ từ vào giữa là ok. Cả nhà tập chỉnh chu chút nha. Đừng có đổ ào ào vào. Mình sẽ cho cọng hống lũi nho nhỏ lên trên. Đó, như vậy là xong rồi. Ok, chúc các bạn thành công nha. Món này là hao cơm lắm nè. Hoshi thử miếng nha. Ngon quá, làm miếng nữa coi. Ngày mai cả nhà nhớ làm món này liền và nấu cơm nhiều nhiều lên xíu nha. Bữa nay không ai xin ăn ké hết, đã ghê. Đừng quên like, share và bấm theo dõi trang để đón xem những tập tiếp theo nha.